Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái trục cầu động cơ điện có sử dụng cái bánh là đường kính 43, bản rộng là 17-18 cm. Cái này có nhiều loại bánh bản rộng hơn nữa đấy. Chiều rộng cầu thì phủ bì bánh là 80, các bạn thích thì có thể lấy loại 70-60 đều có. Cái này thì ý tưởng có thể cho các bạn sử dụng trong những cái xe điện trong nhà vườn, nhà xưởng trên nền đất cát. Đấy, hoặc là hai bánh sau một bánh trước. Đấy, cho xe bánh cho người già, người khuyết tật nhìn nó rất là ngầu. Bản bánh lớn thì rất là đẹp. Cái cầu này thì có thể sử dụng động cơ 500W, 700W, 800W, 1000W, 1500W. Tốc độ thì ước đạt là khoảng 30 km trên giờ. Nó rất là khỏe nhưng mà tốc độ thì nó không nhanh. Tất nhiên là những các bạn nào có yêu cầu lấy những cái dòng động cơ nhanh ấy, thì bên mình có những cái dòng 1000W tốc độ cao. Nhưng nó thiên về để dùng chơi hơn là dùng chở hàng. Chở hàng thì không cần thiết về tốc độ nhanh. Đấy. Cầu thì có loại một số và hai số. Những cái dòng này đang làm là dòng một số này. Dòng này thì bên em có cả phanh dầu, phanh cơ. Bánh này là có thông số là 205 trên 40 trừ 10. Bánh này là bánh trừ 10 nhé. Cái lòng bánh xe này có thể lắp được cho những cái dòng tambour 180. Cũng có thể lắp được với cái bánh này. Hầu hết các cái loại cầu cát đang bên em bán là đều có thể sử dụng với cái bánh này được. Đấy, tim ốc chéo 7-11. Đây, thông số này, mắc loát là 233 kg trên một bánh. Rất là khỏe. Đấy, mắc loát này 233 kg trên một bánh này. Thông số là 225 trên 40 trừ 10 nhé. Đấy. Tim ốc này, chéo 10 này, vuông 7 này. Lắp được hết. Cái lỗ tambour bánh này là lỗ 70 nhé. Dùng được cho hầu hết các loại cầu bên em đang bán hiện nay. Đấy. Đường kính bánh xe là 43 cm. Bản rộng là 17-18 cm. Tải trọng một bánh này là 236 kg trên một bánh nhé. Trên một bánh này. Bánh rất là đẹp.